Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hante Channel. Và hôm nay nè, mình đang đến với một cái thành viên, đó chính là khủng long các bạn ơi. Đây là cái con khủng long thuộc dòng Heroes. Và bé này hơi bị đẳng cấp luôn nha. Thể theo lời yêu cầu của khá là nhiều bạn để comment bên YouTube ha. Đây, hôm nay chúng ta có một cái nhân vật rất là tuyệt vời. Đó. Rồi, bé yêu này thì hiện tại mình đang cho level là 70 nha mọi người. Đây, bây giờ thì nè, chúng ta sẽ mang cái thành viên này đi quậy nhẹ cho vui nha. Ok, let's go. Bé này thì sẽ kèm thêm con kỳ lân để nên chúng ta có thể thổi sức quậy và chiến đấu trong cái khu vực đó chính là... À, ở đây có con lưỡi hai tử thần cũng khá là đẹp nữa nè. Đó, rồi khu vực này là cái khu vực arena nha mọi người. Wow, nghe nhẹ thử đội hình lần này anh em mình gặp phải. Lưỡi hai tử thần đang bị chịu một cái lượng sát thương vô cùng lớn luôn. Đây, kheo nhẹ đến từ nhân vật khủng long băng. Wow, nhân vật chính của anh em mình hơi bị đỉnh nha. Một hit là bế được một em một cách gọi là rất là nhẹ nhàng luôn. Wow. Victory. Một chiến thắng khá êm luôn các bạn ơi. Tiếp theo thì 70-70 và... Ôi, ca này anh em mình không mang đồ bèo đi được rồi. Ca này là phải mang hàng VIP đi chiến đấu mới được. À, và cái thành viên này thì chắc có lẽ là mình sẽ cho nó đi luyện chiêu nha các bạn. Đâu rồi? Ở cho nó lên sao chứ hiện tại là cái bé này của mình... Ôi, đây, đang có tới 1000 điểm luôn nè các bạn. Đó, anh em trong team của Hante thì đều sở hữu được cái thành viên này và lên được 4 sao hết trơn rồi. Và anh em mình đang cố gắng nâng lên 5 sao nè mọi người. Nói có sách và mắt phải có chứng luôn. Đây, team mình hiện tại đã được 157 rồi. Anh em đang có 225 rồi, chúng ta sẽ nhận được cái thành viên này nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với... À, đang có hai cái sự kiện, một là Runs, hai là Magia Aslan. Bạn nào mà chưa biết cách chơi sự kiện thì đừng quên ghé vào cái trang của mình là trang hantechannel.com để cập nhật những cái sự kiện mới nhất của Dragon City nha các bạn. Đây, sự kiện Udo Heroic, tất cả những sự kiện luôn Hante đều cập nhật trên cái trang của mình hết. À, mỗi ngày cho mọi người ha. Rồi, và Hante có một cái nhóm Zalo với lại nhóm Facebook. Anh em nào có chơi thì có thể vào cái nhóm của mình chém gió cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm chơi với nhau cho vui. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với Arena đi. À, quên mở cái khiên lên các bạn ơi. Đây, nên chúng ta mở cái khiên để tăng tỷ lệ win trong cái khu vực này lên. Thiệt tình là khu vực này rất chua. Hai thành viên level 70 lần. Anh em mình mà sơ sẩy là rất là dễ bị bay màu luôn. Wow, nhẹ nhàng luôn các bạn ơi. Không thèm chào hỏi mình gì hết. Bế luôn cái thành viên level 40 của anh em mình đi bụi. Rồi, bé nhân vật kỳ lân của anh em mình thể hiện nè. Đây, chơi vậy anh em mình còn nhìn được cái chiêu thức nó ra sao đúng không? Mình để tốc độ nhân 3 thì tình là nó quýnh rất là lẹ và mình thậm chí mình chưa nhìn được cái chiêu nó ra sao nữa các bạn. Wow, ổn ha. Ui, không ổn lắm nha. Nhân vật level 70. Ui. Ôi trời ơi, nín thở luôn các bạn ơi, để chờ tem bạn nó tung chiêu, mình cứ nghĩ đâu là bay màu rồi. Rồi, khủng long băng cân tem xem nha. Wow, thanh kiếm lửa nhìn cực kỳ hấp dẫn các bạn ơi. Không biết mọi người thấy sao chứ mình nhìn con này là hơi bị đẳng cấp luôn ấy. Wow, victory. Rồi, trận này thì chúng ta sẽ hy sinh hết một bé rồi. Mình sẽ mang lại cái bé là rồng hoang đi. Ôi, 70, 60, 66. Sao, dù sao mình cũng đang có thêm 20% cho nên mình cố gắng nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với nhân vật kỳ lân trước nha. Wow, cẩn thận. Cái thành viên level 70 bên kia rất nguy hiểm là nó có thể bế mình chỉ trong vòng một nốt nhạc. Thiệt tình á, tài ẩu quá các bạn ơi. Ôi, mình nghĩ đó là cái con này nó chịu nổi. Quá sơ sẩy.
Rồi và bây giờ thì anh em chúng ta đã phải hy sinh hết một cái thành viên rất là VIP luôn. Wow, mong rằng mấy cái đội hình sau này nó bèo bèo một tí đi. Ôi 70-0 luôn các bạn ơi. Tầm này mà sơ sẩy là rất là dễ thua luôn ấy. 70-55-60. Ôi con này tốn. Nếu như mấy anh em chúng ta khá là tốn tiền để có thể lo đi nó lại. Để mình ráng thử coi nổi không. Nếu như mà không nổi chắc có lẽ là chỉ còn cách triệu hồi nữa thôi. Wow, mới ra thôi mà cưa máu dữ vậy anh hai. Rồi cánh quạt thể hiện kỹ năng rồi nè. 111. Ôi hên quá nó không có đam với mình. Rồi tuyệt chiêu đam to nhất của anh em mình vẫn là cái chiêu cánh quạt này nha. 40 mấy ngàn này thì bé này cân 40 mấy ngàn, mình nghĩ chắc cân cũng không nổi đâu. Thôi anh em mình lụm luôn con này cái đi. Rồi thành viên tiếp theo của tên bạn thuộc level là 55. Wow, con này cũng 200.000 máu chứ không phải dạng vừa đâu. Rồi ok, một em này và còn cái con level 60 bên trong này. Coi anh em mình cân nổi không. Ôi không ổn lắm nha. Rồi lụm nhẹ cái 81. Rồi ok ổn các bạn ơi, hên là có thành viên này. Nếu không thì mình thiệt tình là cũng hơi bị hơi là đuối đấy. Qua cửa. Đây rồi, anh đại của chúng ta. Không thể thiếu bé này được. Victory nha. 55, 70, ui có Titan luôn. Có dòng ti... ôi ma cà rồng luôn. Khó chịu dữ. 70, 70. Ca này có bộ hơi chua nha. Hết cách rồi các bạn ơi. Bây giờ phải liều thôi. Chỉ còn nước liều thôi. Wow, bây giờ thì bắt đầu bắt xe nhẹ nha. Nên chúng ta sẽ giảm bớt cái lượng máu của thành viên này cái đã. Wow, 100 mấy. Theo sự tính toán của mình thì ui có bé này được đam sát thương x2 các bạn ơi. Wow, 70 mấy luôn. Mạnh dữ. Một trăm lẻ hai. Ca này thì chắc có lẽ là phải nhờ đến nhân vật khủng long rồi. Lắm. 114. Con này level 70. Con này mới là độ khó cao nè. Wow, 2 hit. Ok, ổn các bạn ơi. Ca này anh em mình vẫn còn cứu được. Chưa tới mức gọi là bay màu. Rồi, victory nha. Wow, anh em mình còn được một hiệp nữa. Phù máu luôn. Ca này là chơi gọi là xả láng luôn. 70. Gọi là nhân vật chính các bạn ơi. Nhân vật chính ngày hôm nay anh em mình gọi là hơi bị ghê hang. Một mình gọi là gánh cái tem luôn ấy. Rồi đầu tiên 118. Lụm thêm một hit nữa tem bạn sẽ còn một ít máu. 20 mấy. Rồi pha này thì nay chúng ta sẽ cho thành viên con này cũng được một sao đam 20 mấy ngàn. Chắc được mà. Ui ổn các bạn ơi, quá tuyệt vời. Và đây là nhân vật level 70. Ôi sát thương anh em mình được nhân 2 luôn. Tới công chuyện liền. Đây có cơ hội để win rồi. Đó mình đã nhen nhói rồi là mình thấy được cái cơ hội để có thể chiến thắng trong khu vực này rồi.
ghê vậy. Xin xét thương nhân ai của thành viên Khủng Long Băng. Và đây là chiến thắng thuộc về team của mình các bạn ơi. Quá ghê gớm luôn. Wow, nhân vật Khủng Long Băng đã thể hiện rất tuyệt vời trong pha xử lý lần này. Bạn ấy đã kéo cái team của mình giành được chiến thắng. Trời ơi, 6 trận. Quá ghê gớm luôn. Rồi ở đây thì anh em chúng ta sẽ ra. À, đang có cái sự kiện trên. Mình đang còn tầm khoảng 20 điểm. Kỷ lục có thì, ui cha, kỷ lục gì là mà có 19 vậy. Bạn nào có cái kỷ lục cao không, hay là bạn nào có cái kỷ lục cao hơn mình không, bình luận rồi là comment cho HT biết với nha. Đó, kỷ lục của mình 19.763 điểm thì phải. Rồi, và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho HT một subscribe luôn nha mọi người ơi. Wow, bổ lên. Đó. Và bạn nào mà xem trên điện thoại thì anh em hãy kéo nhẹ xuống dưới video này một chút xíu nha. Các bạn sẽ thấy cái nút đăng ký hay là cái nút subscribe sẽ nằm bên góc tay phải nha các bạn. Đây. Ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Đó, anh em đừng quên đăng ký ủng hộ HNT với nha. Rồi, và mọi người thích mình review về bé rồng nào thì đừng quên để lại bình luận luôn nha các bạn ơi. Đó, HNT có làm theo yêu cầu các bạn cho vui. Là những cái con rồng ha. Wow, tốc độ đã bắt đầu tăng dần rồi. Không biết, à chắc có lẽ là anh em mình sẽ phá được cái kỷ lục lần này đấy. Cố lên. Wow, nhanh quá các bạn ơi. Ôi, bay mà đáp xuống như vậy thì chỉ có nước tiêu. Ui, và mình đã đạt được 35 các bạn à. Đây là cái kỷ lục mới của mình nha. Quá tuyệt vời luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần thưởng khá là thú vị đây. 200 điểm. Rồi, và ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.